sản phẩm thuộc bộ trang sức vàng chế tác và kim cương thiên nhiên. Thì Kỳ Lăng thiết kế dựa trên ý tưởng từ sản phẩm đồng hồ Rolex, và Kỳ Lăng thiết kế ra mẫu này để mà đeo cặp với đồng hồ hoặc là mình sẽ đeo đơn. Thì hôm trước Kỳ Lăng có thực hiện một clip cũng giới thiệu, không phải một clip đâu, nhiều clip rồi, giới thiệu về rất nhiều những cái mẫu, những cái size nhẫn đồng hồ Rolex, ví dụ như là The Mi. Và hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu là chiếc full vàng đến kim cương. Và để phân biệt cho dễ thì quy định bên Kỳ Lăng là mẫu này là mẫu vuông, và những cái mẫu về sản phẩm tròn qua trước thì Kỳ Lăng gọi là mẫu tròn. Ví dụ như mình đeo một chiếc đồng hồ full vàng hồng khối thì mình sẽ đeo với một chiếc nhẫn full vàng hồng khối, hoặc chúng ta đeo một chiếc đồng hồ mà full vàng vàng thì chúng ta sẽ đi với một chiếc nhẫn Rolex full vàng vàng, hoặc chúng ta đeo một chiếc đồng hồ The Mi thì chúng ta sẽ thiết kế làm một chiếc nhẫn The Mi.